Kính chào quý vị. Hôm nay thứ Năm ngày 23 tháng 3 năm 2023, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Xu hướng dịch chuyển từ du học ở nước ngoài sang du học tại chỗ hiện đang được rất nhiều học sinh và phụ huynh lựa chọn vì sinh viên sẽ được tiệm cận với chương trình đào tạo của thế giới với chi phí tiết kiệm hơn so với học ở nước ngoài. Đây là buổi lễ trao bằng cho tân cử nhân tốt nghiệp năm 2022 theo học tại Greenwich, Việt Nam, chương trình liên kết quốc tế giữa Đại học Greenwich, Vương quốc Anh và trường Đại học FPT. Điểm nổi bật của chương trình này là sinh viên được học tại Việt Nam vẫn thụ hưởng những điều kiện học tập tốt với giáo trình chuẩn quốc tế, áp dụng tiêu chuẩn đánh giá chính sách quản lý sinh viên như tại Vương quốc Anh. Ở trong trường Greenwich, nó áp dụng cho em thấy một cái mindset xa hơn trong cái công việc của mình để giúp cho em hoàn thành cái công việc một cách tốt nhất. Thì qua đó em học được rất là nhiều kinh nghiệm và bây giờ em đi làm và em áp dụng vào và em cảm thấy là mình đang tốt hơn từng ngày. Với những gì du học tại chỗ mang lại, mô hình này đang ngày càng trở thành một giải pháp giáo dục hấp dẫn, là lựa chọn thông minh và kinh tế dành cho những gia đình có tư duy mới, các bạn trẻ năng động muốn hòa nhập mà không hòa tan với thế giới.